quyết rời Chelsea, Lukaku chọn xong bến đỗ mơ ước gồm Lukaku đã chọn xong câu lạc bộ tiếp theo mà anh muốn đến trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 này, khi mức giá mà Chelsea yêu cầu được tiết lộ. Sự nghiệp của Romelu Lukaku suốt những năm qua vẫn luôn đầy thăng trầm tại nhiều câu lạc bộ, qua nhiều đời huấn luyện viên khác nhau. Nhưng thật chớ trêu, tiền đạo người Bỉ thường chơi tệ hơn chữ tệ tại Chelsea, kể từ khi anh trở lại khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge cùng bản hợp đồng kỷ lục hơn 100 triệu bảng vào năm 2021. Thế nhưng lại chơi như lên đồng, ở mỗi câu lạc bộ được The Blue cho mượn với Inter Milan, rồi AS Roma. Vòng luẩn quẩn đó khiến ban lãnh đạo Chelsea không còn đủ kiên nhẫn để chờ Lukaku tìm lại chính mình nữa, The Blue chốt giá bán anh như một sự giải thoát cho cả đôi bên trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 này. Mới đây, theo cập nhật từ Sportbible, Lukaku đã chọn xong bến đỗ, đó là câu lạc bộ Napoli, nơi anh có thể tái ngộ Antonio Conte. TNT Sports đính chính thông tin này, cùng lời bình cho rằng, màn tái hợp giữa tiền đạo người Bỉ với Antonio Conte sẽ tốt cho cả hai, sau những thành công mà hai người cùng nhau đạt được trong quá khứ. Huấn luyện viên người Ý là thầy của Lukaku trong thời gian anh thi đấu cho Inter Milan, từ năm 2019 đến 2021, nơi anh có tổng cộng 72 lần ra sân và ghi được 47 bàn thắng. Từng phát biểu với BBC năm 2021, nhà báo người Bỉ Chris Terrier đã giải thích về mối quan hệ giữa Conte với Lukaku như sau: Romelu Lukaku mê đắm Antonio Conte. Cả hai đều là những người cuồng bóng đá, đều thích trở thành kẻ yếu thế và điều đó thực sự hiệu quả. Conte thực sự đã phát huy hết khả năng của Lukaku. Khi cầu thủ không nghe lời, Conte sẽ trừng trị họ. Ông ấy cũng đã làm thế với Lukaku trước mặt các cầu thủ khác. Lukaku đã phản ứng theo cách tích cực và anh ấy đã dùng sự tức giận đó để trở nên tốt hơn. Dù mối tình giữa Conte và Lukaku có đẹp và dự kiến có thể phát triển với lần tái ngộ thứ hai. Tuy nhiên, thỏa thuận này có thể sẽ mất thời gian khi Gianluca Di Marzio đưa tin Chelsea yêu cầu mức giá 35 triệu euro cộng với tiền thưởng cho cầu thủ người Bỉ, trong khi Napoli muốn trả ít hơn 10 triệu euro.